chào cả nhà, đã trở lại với Lưu Linh TV. Hôm nay Lưu Linh sẽ đi ăn thử review ở nhà hàng Ceviche 105 nha cả nhà, Ceviche 105. Nó mới mở thôi, vì vậy nay Lưu Linh sẽ đi ăn thử rồi review coi nó có ngon không nha cả nhà. Đó. Cái tên của nhà hàng là mấy bạn, Ceviche 105 đó. Nó mở ngay chỗ cái mall Dayland của mình. Dạ, trong cái shopping plaza Dayland Mall nha cả nhà. Đẹp lắm, cái chỗ này đẹp lắm. Lưu Linh đang ngồi ở ngoài rất là mát. Bữa nay trời quá đẹp luôn, gió hiu hiu. Cái open bar, nó có cái open bar này nắng nữa kìa. Chỗ này đẹp lắm. Mấy bạn, bữa nay mình uống thử cái bia của Peruvian. Mình uống thử cái bia bữa nay coi cái nó ngon không ha. Để lên order cái chai cái ly rượu lychee kiểm thấy ngon không? Mát dễ sợ luôn, cảnh nhìn thấy tuyệt vời. Bia nữa, vừa lạnh nữa, đã quá. Còn ở đây là cái phía bên trong của nhà hàng nha cả nhà. Người ta trang trí rất là dễ thương, rất là nhiều màu sắc luôn. Đó, cả nhà thấy không? Rất là nhìn rất là đẹp. Còn cái phía bên đó là chỗ người ta làm ceviche. Đó, các bạn cả nhà thấy đẹp không? Cái cách mà người ta trang trí nhà hàng này Mỹ Linh rất là thích luôn á. Nhìn nó rất là đơn giản, rất là tropical. Còn ngay bên đây là cái chỗ bar để người ta làm rượu cho mình, mixed drinks, làm mấy cái rượu. Anh đó đang làm rượu. Rồi giờ để Mỹ Linh đi ra ngoài. Ở cảnh ở ngoài Mỹ Linh rất là thích luôn. Nhìn nó rất là hồn nhiên, nhìn rất là mát mẻ. Cái cách trang trí rất là đẹp. Nó ngay cái chậu nè, cái chậu bông màu xanh, cái chậu kiển màu xanh rất là dễ thương luôn á cả nhà. Cả nhà thấy không? Đó, trời bữa nay quá mát luôn. Này, còn đây là ly rượu trái giải lychee. Còn ở đây là ba cái loại ớt người ta đem ra cho mình nha cả nhà. Cái ớt xanh đó là dừa cay, ớt đỏ này là hơi cay, còn cái bên phía bên mặt là cay, thật là cay. Đây nè mấy bạn, món đồng tiền của mình là cái tôm ceviche nè, đem ra nè. Có oyster rồi đó. Này cái tên đó anh nhớ tên gì không? Học nãy cái quán này nó recommend nè hả, người ta giới thiệu cho anh cái món này nè. Nhưng mà cái món đầu tiên mình thử đây luôn là cái này nè. Giờ cho người ta bẻ càng cho mình ha. Tại vì nó đứng ra nó bẻ càng cho mình, tặng cho mình đừng có dơ á. Phải chừng dính áo nghe em. Cái này chắc anh nghĩ là chắc ngon dữ lắm luôn em. Nó có tôm, nó có oyster. Ừ.
thấy là hết cơm cho mình luôn á. Ăn ngon. Anh thấy cái vị trí 1.05 này chắc ăn thấy được ha. Nó ra là thấy thích rồi đó. Nó khác cái chỗ kia, này nó có đồ cao cấp hơn. Khác cái chỗ mình nè, ha. Khác hơn, cây đồ nó cao cấp hơn. Nhưng mà giá cả cũng ok lắm. Chị mở đó, nhưng mà ta phải làm từ từ không mình nghe cái dây của mình đấy. Anh muốn ăn cái oyster trước. Ăn oyster ceviche nè. Từ đó giờ chắc mấy bạn chưa có thấy ceviche mà oyster được đâu. Cái này ta làm kiểu béo ha. Cái có 3 loại ớt, cái này cay nhất. Cái ớt này cay nhất. Coi cái medium cay sao. Cái gia vị của cái nó bỏ cái gia vị vô cái oyster á. Thơm ha. Thơm quá trời thơm luôn á. Mà cái này chắc giống như có khoai tây hết luôn. Dạ không có, này cua tôm luôn em. Không có khoai tây trong này. Có avocado, nè. Có bơ. Cái này là thịt tôm á, là lobster á. Đó. Quá trời ngon luôn á. Có cái bánh chú chiên của tụi Stone này. Của người Cuban, chuối của người Mỹ, cái nhà người ta ưa là người ta ưa giả nó ra nên chú chiên á, ta ép lại cái người ta chiên giòn. Ngon cơm nè, ngon quá. Super. Thử cái oyster nãy anh ăn nè. Ngon lắm em. Nãy để cái ớt kia cay mà. Cay vừa ăn lắm, em thử đi. Em thử cái đó là anh nghĩ cái em thích á. Nó không có giống oyster mình ăn bình thường chỗ kia luôn nha. Cái này người ta nêm nếm đó không? Hả? Gia vị đậm đà lắm, thấy không? Wow. Thấy không? Thơm đó. Cái gì đó? Có mùi cilantro với cả nhà. Mùi cái hạt ngò rí. Có cái mùi ngò rí, cái dĩa ceviche này nó có scallop, nó có tôm, nó có tôm hùm, nó có tôm nhỏ nữa. Tôm nhỏ. Ngon ha. Ngon. Cái này bỏ ớt cay vô nữa là nó sảy, nó đem ra cho mình. Thơm lắm đó nha. Rất là thơm. Cái này là cái tôm hùm là ăn ngay cái khúc đuôi nè. Đó. Ăn đi. Bây giờ để em lấy cái ớt cay. Đúng rồi đó. Cái này là cái ớt cay nhất nha cả nhà. Giờ Mỹ Linh sẽ cho cả nhà biết nó cay bao nhiêu nha. Có ngon không em? Cay. Ngon ngon. Thơm. Anh không phải ăn gì đó, phải không? Ngon quá. Đâu em kiếm cái scallop em ăn thử cho em. Cái nó có sợi đẹp á.
đó, 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 sợi đẹp đó, 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 cái miếng này đi. Cái đó sriracha. Sriracha chứ. Tao. Ngon quá hả? Nhưng mà Ruben đi ăn á là tại lúc nào phải bắp có cái bắp này. Hay quá, trời gió luôn luôn. Mà mát. Thích. Mấy bạn, cái món này đó rất là ngon luôn á. Từ 1 tới 10 á, mình chấm điểm nó là 11 luôn á. Yeah. Tôm á rất là tươi. Mà cái gia vị mà nó ướp cái này á vừa ăn dữ lắm luôn á. Mấy bạn mà có thích ăn mấy cái gỏi sống đầu biển này nè. Hãy tới chỗ này thử đi. Mình bảo đảm là ngon, thật là ngon luôn á. Với cái mực cái cả nhà, cái mực người ta làm nó rất là vừa ăn, nó không có dai, mình cắn vô là nó rất là mềm. Lần đầu tiên Lu Linh tới đây review mà rất là ngon luôn. Không chơi được. Không chỗ nào chơi hết. Không có chơi được luôn á, quá ngon luôn à. Cái kiểu này chắc phải order thêm một dĩa nữa quá. Nó ngon cả đó luôn á. Mấy bạn biết cái dĩa ceviche này á, là nếu tới đây order á, là cái tên của cái ceviche á là Power, ceviche Power. Power là, tiếng Việt mình là sức mạnh á. Sức mạnh đó, sức mạnh á. Ăn vô là có sức. Mấy bạn mà cảm thấy thích á, lại order cái món này không? Ceviche Power. Đúng rồi, delicious. Quá ngon luôn á. Từ 1 tới 10, Lu Linh chấm 10 điểm. Anh chấm 11. Quá ngon. Cả nhà mình có thấy không, cái món này quá ngon luôn. Anh Lu đã ăn hết luôn rồi đó. Đây nè. Còn bộ xương của con tôm. Tôm hùm đây. Nhưng mà không? Nó quá trời ngon đi, mình không biết. Ăn không biết ngừng á anh hả? Ngon á. Này, cả nhà thấy cái kết quả của cái dĩa Power ceviche không? Toàn là đồ biển không à? Đồ biển quá ngon luôn. Sức lực là phải có. Ở đây người ta làm ngon lắm. Rồi cả nhà, cái món thịt bò xào dí pha lan tây của Mỹ Linh đã ra như cả nhà kêu là Lomo Sotaro. Cái món này là rất là nổi tiếng ở bên Peru, là cái món khi mà người Tàu người ta dọn qua bên Peru người ta ở đó cả nhà, người ta làm cái món này. Đây có cái cơm trắng thôi, rất là hấp dẫn. Bây giờ để Lu Linh thử coi. Cái món này là nó đặc biệt trong phần cái món phở của người Việt Nam mình vậy đó. Phở gì đó. Đó gì đặc sản nha, đặc sản ha. Đặc biệt hơn chứ không phải đặc sản. Đặc biệt. Cái món đặc biệt của tụi người Peru á. Yeah. Yeah. Cái đặc biệt của cái món này cái nhà người ta xào thịt bò với củ hành ngọt với cà chua với khoai lang tây là mình ăn với cơm trắng. Cả nhà coi mình. Cái món thịt bò thấy ngon, mình ăn chung vậy nè. Mỗi lần mà Mỹ Linh đi nhà hàng Peru, Mỹ Linh ưa thử cái món này lắm. Lần đầu tiên thử ở đây, để Mỹ Linh thử thì cho cả nhà mình biết nha. Gia vị đó, đồ niêm niếm của nó là sao em? Nó giống A Đông không? Rất là vừa ăn. Đặc biệt cái mùi vị nước tương nữa. Thì đó, A Đông á, hồi đó Tàu. Tại vì người Tàu khi người ta dọn mà Peru người ta ở á, là người ta chế biến ra cái món này. Ngon lắm cả nhà. Thì đó, em thấy giống như là thịt nó xào với lại hành. Hành gì, hành tây hả? Củ hành tây cà chua, khoai lang tây. Thì cái đó là giống như người A Đông của mình xào vậy. Nhưng mà lúc mà người ta dọn qua bên Peru á, người ta nấu cái người ta chế biến thành cái món Peruvian ha.
Bởi vì người ta kêu nhà hàng của Tàu, người ta có đồ Peru với hàng Tàu, người ta vừa kêu là chi phở. Chi phở. Chi. Chi phở. Chi phở. Là mix of cái người Peru với người Tàu. Cái cơm trắng của nó nấu không có giống của mình đâu, nó bỏ miếng dầu trong á. Có dầu trong đây để nhờ, béo. Dầu với lại miếng tôm ha em, à mình miếng muối. Muối, dầu với muối. Nhưng mà cái miếng thịt á, khi mà ăn vô nó mềm lắm anh, vừa ăn á. À. Ngon. Bởi vì nay tới đây là em biết em mò là cái đó ha, em biết em thích đó ha. Anh thì no quá rồi, em ráng ăn hết cái gì đó đi. Ceviche với ăn cái món này. Đúng rồi đó. Cái món này rất là đặc biệt luôn. Cái món ceviche đó là kêu bằng đặc biệt cơ mà. Cái signature của nó là chữ ký của nó, người Peruvian đó, là chữ ký của nó là làm mấy cái gỏi cá sống, mấy cái đầu biển sống này đó, đó là cái chữ ký của nó đó. Nhưng mà anh thấy cái nhà hàng này đi ăn cái đó là anh nãy thấy cái dĩa của anh không? Nhiều đó cũng đủ biết rồi đó. Cái dĩa của anh nhăn như đó cũng đủ biết hết đó. Lần đầu tiên lên tới đây mà. Cái này là 10 điểm nha cả nhà. Ngon ha. Review ở đây là rất là ngon. Cái món này rất là ngon luôn. À. Rất là vừa miệng. Thôi vậy giờ em ăn đi ha. Giờ mình cũng tạm ngưng cái video bữa nay đây luôn đi. Giờ mình chúc cả nhà mấy bạn một ngày vui vẻ. À hả. Rồi Lưu Linh sẽ hẹn lại cả nhà video sau. Cả nhà nhớ bấm like, subscribe, ủng hộ cho Lưu Linh nha. Giờ Mỹ Linh gái ăn hết cái dĩa này. Ngon lắm anh ơi. Nhà miếng thịt bò. Vừa ăn thơm nữa. Thấy không?